21,8 20 triệu 500. Ở nhà 25 con nữa chứ. Ủa, 25 con đó. Hello, mến chào các bạn đã đến với kênh What Huy Episode nha. Lời nói đầu tiên mình cũng không coi hơn chúc các bạn một ngày mới thật nhiều niềm vui, thật nhiều phúc và luôn luôn dồi dào sức khỏe và hạnh phúc an lành bên gia đình nha. Thì hôm nay mình đi ngang qua mình thấy có một cái trang trại bò bán bò bơ rất là đẹp các bạn, cho nên mình dừng lại mình quay để cho các bạn, có anh chị cô dì chú bác nào mà muốn mua đến mua đỡ mà gì nuôi á thì đến đây mua nha. Anh mua cơm về đâu, gọi là ai muốn mua tới mình bán, mình mua về đây mình ai thích lái hay là nhà vua rồi mình bán được hết mà, cho nên mình mua cũng nhiều đâu, ít đâu. Đây là bà bơ điên không anh được bơ không? Điên. Bà bơ điên. Bà bơ khoái không? Khoái không? Rồi. Điệp cơ. Còn nào cũng lấy cái đít nó tố nọ. Còn đây chắc cũng tầm 7 tháng rồi anh. Rồi đấy rồi em. 7 tháng rồi. Ở đây tầm 7 tháng hết anh hả? 6 tháng, 7 tháng đi lại. Con anh bông mình kìa. Bông. Nên anh nào muốn mua nuôi bộ béo của IC nè. À, đây tao ra vài còn trong con kia là bò gì chứ? Bò đất man, anh thấy con bò đất man đứng không? Em chạy ngang qua chạy ngang lại miết thấy đây miết à. Nhưng mà hồi lúc trước là anh nuôi không? Không, từ hồi xưa anh nuôi mấy chục năm rồi mà. Thế thì giờ xuống ngành nghiệp đó nói tiền nhiều lắm. Anh cũng như anh ráo rồi, anh đi mua rồi về anh gom lại. Anh đây là anh đi xe mua trên khu tốc bình dương. À mua gom lại hết, đúng xe đâu cho mình chở luôn. Bà lấy AC luôn. Từ như con đây là từ con đây anh em thấy như con đây anh bán thì bán nhiều. 21 em. 21. Đúng rồi 21. Ồ đẹp. Cần đều cần lít cơ hả? Rồi lúc mà bò còn giá con đây là tầm cỡ 25 tuổi, 45 ngày chiều đi lại chứ không bao giờ biết. À. Tại vì anh bán bò này anh biết mà, mấy năm bán anh biết chưa. Bán cái mẫu này anh biết hết chưa. Cái này phải tầm 7 tháng, 8 tháng rồi. Không, 7 tháng đi lại chứ còn không có quá. Trường trường hết ha. Trường trường hết. Anh bò anh, cái gì anh nào mua nuôi nhất hàng. Rồi anh bồng để anh bồng này, bồng cao ha, dàn anh cao. Anh một trường anh nhìn thấy một trường luôn anh ơi. À, lúa mình mua trường cũng chưa dịch tiền cũng chưa dịch chưa dịch trước nhà. Giống như con bông đây anh bán còn nhiêu? Bông đây 20 triệu 500. 20 triệu 500. Bông đây là 19 triệu 600. Bông đây nha. Để mũ tiêu chứ. Mũ tiêu à? Để mũ tiêu. Mũ tiêu. Đúng mũ tiêu luôn à? Ồ, bò lớn anh, không nghĩ lớn rồi. Đâu? Như chai luôn. Anh nói nhiêu? 19 triệu 600. 19 triệu 600. Lớn. Bông đây là 15, 14. Đây là cũng ba bơ luôn anh. Ba bơ hết. Bơ 15 thì nó là. Do nó con mẹ nó hầu cặp, mẹ nó răng cặp cặp. Vậy là chắc cái bò dạng kiểu như cặp bò cặp phối ra, nó bò phối nhưng mà nó cái gì nó giống mẹ. À vậy là con mẹ hầu là con mẹ dạng kiểu như mẹ màu cặp. Màu cặp. Đúng không? Màu răng. Màu răng. Thôi em nhớ có cái giống gì mà ở đâu nước ngoài cái gì màu cặp màu cặp vậy. Chắc bà đấy quá. Hồi rồi đó. Cặp bò gì bò. Siêu cũng nó dạng dòng siêu. Đúng mà em thấy là
em thích thịt bò viên, viên viên mướt cái lông là sao ạ? Mướt cái lông là mướt ruột à? Nó dòng tắm rừng nào mướt thì nói nó có dòng nước chịu nước mà, để cho nên ở đây không có xây xi măng, mình đổ cát cho nó nằm cho nó im cho nó mát. Em bây giờ chừng em đang lên cái ai thấy nó thích đấy, à. Tìm tới nó mua. Đúng không? Anh mấy mấy mà anh chị em thích mua nha. Cái này là tròn thoải mái, chứ đi đâu cho mệt nữa. Tới chỗ địa điểm đây anh ảnh gom gì à? Còn mình mua mình tới đây mình lựa. Tại cầu tại cầu sông Quan Phước Lộc. Đây là trại bò. Trại bò của trại bò sông Quan Phước Lộc hả anh? À, sông Quan Phước Lộc. À, anh trại bò gì? Anh tên gì? Tên Hoa. Tên Hoa. Bà đúng bà tiếng á, đẹp. Còn sáng bán mấy con cũng đẹp hết rồi nha. Sáng anh bán được mấy con? Sáng bán được 6 con. 6 con. Giờ 17 con. Giờ 17 con bán được 6 con. À. Đây này là mua nuôi nhanh à, mua chậm anh, nhanh không? Cũng chậm chậm mà chứ cũng không nhanh. Này, này chậm. Mà mình mua bò mình phải lựa bò chứ không bò trâu sống nhiều. Còn ít, có trò do nó còn dính lên. Nó ớ anh, người ta nó chén bò. Em thì em trồng bò cái sinh lý không à? Anh ở trong nhà còn 25 con bò lớn trong luôn mà. Ôi, anh nuôi trang trại luôn á? Bò trong nhà nuôi đó. À. Còn bò này là. Này này anh nói anh tên gì quên mất tiêu ra. Tên Hòa. À Hòa ở. Hòa que gì cũng được. Hòa ngay chỗ gì? Cầu Phước Lộc sông Con. Cầu Hòa ngay chỗ cầu Phước Lộc không? Chợ Phước Lộc sông Con. Ừ, quay lên vậy các anh chị em nào thích thì tới đây lựa thoải mái mua. Đây nó mát như keo mà mát anh được hả? Đây anh bán giờ dưới PN anh dân rồi anh bán dưới hết mà. À. Anh đem mà lắm rồi nó có hầu mấy đông lên rồi. Con. À. Con giờ nó xe nó bán kiếm 100. Anh em ở anh xuống á. Em là ở ngay chỗ gà thùng sổ xuống á. À. Em à. Cậu anh mua có nguồn bò trên đăng lĩnh 85 em, triệu. Em tên Huy. Huy. Anh lên gà thùng á. Dùng 2 á. Xuân Thành á. À chỗ em. Anh hồi giờ coi lên trên đã, anh Xuân của em đi mua bò cho. Có hả? Ở trong gió đồ thùng nằm trên đấy mà. Dạ có nhiều lắm, đông lắm. Anh nào anh mua An Lĩnh coi như một con 80. Bò gì anh? Bò bơ. Anh mua An Lĩnh 85 triệu. 85 triệu. Bò 85 triệu chắc dữ dằn lắm ha. Bò cứng đó. Bò cao chắc ngang bò. Mình quá rồi. Nữa. Anh chở đi giờ coi như giờ đèn cọc đây anh chở mấy người đi ngang này đủ biết nó coi chút nữa em xin số điện thoại của anh nha. Khi nào mà anh mua được con bò mà nó to á điện em nó chở vô chơi em chở vô mà thì giờ mà cho uống nước giùm cho chưa cho nước không mày ơi nó có nói không ý nó có dặn mày không anh tôi nói giờ nói nó cho uống nước giùm cho chưa cho nước không mày. Ở đây là chỗ trại giống bò giống á các bạn. Bò mua về để tập trung để ai muốn mua tới đây mua nha các bạn. Quá trời. Cái đây là rồi quay. Quá trời. Mấy bò này đẹp. Mình làm quay mấy con bò đây cho cả nhà xem nha. Cái số điện thoại này 0984930 Hòa. Wow. Mấy bò này mấy bò lớn rồi cả nhà. Có bò rất man to. Bò bà đêm, bò bà bơ. Ở trong là rất man. Bò đây là bò bà lớn rồi. Bò trưởng thành ạ. Thì mình tình cờ mình đi ngang qua đây mình thấy cái trại trang trại bò bán bò giống nuôi này các bạn.
mình quay cho anh chị cô dì chú bác nào á muốn mua bò đực ba bữa thì tới đây đỡ mà bỏ mua nha, mua nuôi nha, rất là đẹp, rất là nhiều luôn. Anh chở một lần về là mười mấy 20 con á, bán một con lại mười mấy con, còn nhiều chỗ đây còn chỗ khác nữa. Thấy bà đây là Phật Quốc, bà Phật Quốc, bà Bậc Cái, không bao rạch man này to. Anh chị cô dì nào, bà cô dì chú bác nào mà muốn mua bò nuôi á thì tới đây mà mình mua nha. Bò tới đây mà tha hồ mà chọn lựa. Bò rất là nhiều luôn. Bò đẹp không? Mình thấy con bò nào cũng đẹp ha. Trên cái số điện thoại là mình đỡ trên cái video á. Các bạn nào mà muốn mua liên hệ với mình nha. Bây giờ ông anh đem tới đỡ ông mua bò này cả nhà. 218 218 20 triệu 500 hai con đây. Đây còn ở nhà nói mười mấy con nữa nè anh. Còn ở nhà 25 con nữa chứ. Ủa 25 con nữa. Ở đây không phải ở đây không nha các bạn. Còn ở nhà tới 25 con nữa nha. Đây đây. Chuồng gì đó. Cho mấy con bò uống nước cho mấy con. Mấy con bò chưa cho con nào uống hết. Đi đỡ tay chút người chú. Ê, mình còn xin kết thúc video đây nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn video kế tiếp của mình nha. Bye bye. Bye bye nha. Bye nha anh. Dạ, tới giờ anh đi. Anh chị ở mua nha.